Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả và các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta nghe một bộ truyện của tác giả Chim Sẻ. Ngôi nhà hoang có quỷ. Trước khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Truyện Ma Tắt Đèn phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị có được một ngày vui tươi và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Và bây giờ, chúng ta tắt đèn nhé, cùng nghe truyện ma. Ngôi nhà hoang có quỷ. Tác giả Chim Sẻ. Đã hai đêm nay, liên tiếp nghe thấy những tiếng chó kêu ớn người như vậy đó. Nó cứ kêu ăn ẳng, rồi nó hú, nó tru, làm cho mọi người đều lo sợ. Cứ mỗi lần tiếng chó kêu vang lên, thì ai nấy đều trùm mình chăn kín mít, nín thở, chờ đợi. Họ chờ đợi xem cái chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, và ai sẽ là người xấu số phải lãnh lấy cái hậu quả đó. Bởi lẽ, người làng tôi thường đồn nhau rằng ngôi nhà bị bỏ hoang phía ngoài cánh đồng kia là nơi trú ngụ của ma quỷ. Hằng đêm, mỗi lần nghe thấy tiếng chó kêu ăn ẳng đó, thì y như ngày mai rằng trong làng lại có nhà mất chó. Chó mất không phải bị kẻ gian lấy trộm, mà là vì một lý do khác. Có nhiều người từng chứng kiến cái cảnh chó hú bên cạnh ngôi nhà đó, rồi bỗng dưng nó kêu lên thảm thiết và cuối cùng biến mất không dấu vết. Người ta còn đồn rằng ma quỷ bắt chó để uống máu. Tuy nhiên, chưa có ai thấy rõ thực hư ma quỷ nó bắt chó rồi hút máu như thế nào. Ngôi nhà bỏ hoang mà tôi nói đến là ngôi nhà nằm ở ngoài cánh đồng làng tôi. Từ lúc tôi có thể nhận biết được mọi thứ, tôi đã thấy ngôi nhà hoang đó rồi. Nó nằm cách làng tôi không xa, nhưng xung quanh được bao bọc bởi những bụi cây rậm rạp, mọc thành hàng rào che phủ toàn bộ ngôi nhà. Ngày trước, đứng từ xa, còn thấy cái chóp mái bằng tranh, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không thấy gì nữa. Tôi chưa từng đến gần, nên cũng không có rõ mấy cái cây đó là cây gì. Nhưng mà nó mọc lên cao lắm, nhìn từ xa giống như một cồn đảo xanh thật sự. Khi còn rất nhỏ, không ít lần tôi nghe lời đồn thổi ma quái về ngôi nhà đó. Người ta kể, từ khi ngôi nhà kia còn có thể nhìn rõ từ xa, vì chưa bị che phủ bởi đám cây lộn xộn, thì người ta thường thấy một bóng dáng ngồi trước bệnh cửa của ngôi nhà đó. Bóng dáng xuất hiện vào chập tối, đến đêm thì không có nhìn rõ nữa. Chỉ nghe thấy tiếng khóc gai người phát ra từ ngôi nhà đó. Không chỉ là một giọng, mà rất nhiều giọng hợp lại cùng khóc. Có thể ở đó có một gia đình. Người làng của tôi còn đồn rằng, cách đây không lâu, có một người ăn xin đi lạc tới cái hướng ngôi nhà đó. Đến đêm, người ta nghe thấy tiếng khóc lóc gian xin thảm thiết. Có vẻ như là của gã ăn mày xin lúc chiều. Tiếng la hét gian xin kéo dài cả tiếng đồng hồ mới dứt. Và những ngày sau đó, không còn thấy người ăn xin nó trở lại nữa. Người làng tôi không phải là vô tâm, nhưng không ai muốn rước họa vào thân vì từng nghe người ta đồn quá nhiều. Có một điều khá kỳ lạ là từ trước tới nay chưa từng có một vụ người chết hay mất tích nào liên quan đến ngôi nhà đó cả. Có thì cũng chỉ liên quan đến mấy con chó mà thôi. Nhưng sợ thì người ta vẫn cứ sợ. Lớn hơn một chút, tôi và đám bạn bắt đầu biết nghĩ ngợi. Lo lắng thì cả đám bắt đầu dè chừng với ngôi nhà hoang đó hơn. Kể thì cũng khó tin thật. Không biết con đường là do người hay ma đắp mà nó cứ dòng dèo đến lạ kỳ. Đoạn đường mà chúng tôi thường đi học bắt đầu từ cánh đồng gần cái ngôi nhà đó. Không phải tự dưng mà tôi nói kỳ lạ,
mà tại vì con đường đó không có chọc thẳng vào thôn, tự dưng đâu lại uốn lượn ra cánh đồng gần ngôi nhà đó, xong mới uốn vòng về cái đa đầu làng. Nhìn rất là khó hiểu, đi cũng vòng vòng mất thì giờ. Nhiều người trong làng tôi góp ý cùng nhau đắp lại đoạn đường, vì đó là con đường duy nhất vào làng, nên ai cũng muốn nó thuận tiện một chút. Với lại đám trẻ chúng tôi ngày ngày phải đi qua con đường này mới tới được trường, nên ai cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng rồi mỗi lần ý kiến được thống nhất thì lại thiếu người dẫn đầu công cuộc đó. Bởi lẽ ngày ấy còn khó khăn, nhà mình lo còn chưa xong thì chuyện khác mấy ai lo được. Cho nên con đường đó mãi không được đắp lại mà vẫn còn đi đường cũ cho tới tận bây giờ. Suy cho cùng thì đám trẻ con chúng tôi vẫn phải chịu đựng rất nhiều. Ngày 3-4 lần đi qua đoạn đường này, nhất là trời vừa mới tờ mờ sáng và trời chiều tà, nhìn khung cảnh xung quanh ngôi nhà mà nuốt nước miếng vì sợ hãi. Nó mờ mờ ảo ảo một cách khó tả. Vốn nghe đồn nhiều về ngôi nhà quan đó, nên lỡ ánh mắt mà nhìn ngôi nhà này là y như lại thấy những cái hình ảnh kỳ dị hiện lên trước mắt. Ai cũng biết đó là những hình ảnh của những tán cây tạo thành, nhưng thực sự nhìn rất ám ảnh. Tôi cũng từng lâm vào cái hoàn cảnh đó mấy lần. Có hôm lỡ nhìn là y như tối hôm đó, đầu óc nó không có lỏng được chút nào. Bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu dòng suy nghĩ ma quái nó cứ hiện lên, mặc dù tôi cố không có nghĩ tới. Mà cứ hễ nghĩ nhiều như vậy về cái thứ đó thì đêm lại nằm mơ. Đúng là toàn gặp ác mộng. Mỗi lần tỉnh giấc là mỗi lần mừng như vớ được vàng vậy. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi. Lời đồn vẫn chỉ là lời đồn. Suốt mấy năm đi học, cả đám chúng tôi không ai bị gì hết. Nói tóm lại là không bị ma quỷ như lời đồn đại trong ngôi nhà đó có hù. Sau đó, cả đám chúng tôi thi lên cấp 3. Thật may mắn là ai cũng đậu. Chỉ tính những đứa thi thôi, còn một số đứa thì quyết định không có học nữa. Ra xã hội bươn chải kiếm tiền. Còn đám thi đậu như chúng tôi lại tiếp tục con đường học hành mờ mịt. Vụ việc đáng nói bắt đầu từ năm lớp 10. Tôi nhớ hôm đó là một đêm mưa lớn, gió quẩn mạnh lắm. Cửa nhà ai cũng đều đóng binh bích. Số tôi nó hơi đen đuổi. Lúc đó còn chơi ở nhà thằng kế bên nên không để ý gì. Mãi khi cơn mưa nó ập đến tôi mới sững sờ vì đã quá trễ. Trời mưa khá lớn, gió cũng lớn cho nên tôi ở đó chống chọi theo lời mời của bố mẹ thằng bạn. Không nhớ là gió thổi cấp mấy, nhưng mà cửa ở từ trên xuống dưới đóng kín mít, chằng chịt kiên cố không hề sót cái nào. Cứ như thể đang chống cơn bão ập đến bất ngờ vậy. Mưa gió được một lúc thì bị cúp điện. Tôi cá rằng vì gió lớn quá cho nên chập mạch nào đó ở cái trạm biến áp mà thôi. Không gian khó chịu tràn tới. Cả ngày nắng lớn nên khí nóng tụ ở mái nhà buổi tối nó phả xuống khó chịu lắm. Lại còn đóng binh bích nữa. Tưởng chừng như chúng tôi sắp nghẹt thở đến nơi. Những cái bìa cách tông lớn lần này được tận dụng một cách hợp lý. Ai nấy đều làm cho mình một quả quạt thô sơ, nhưng là cái thứ đặc hiệu trị nóng lúc này. Đang ra sức chống lại thiên nhiên khắc nghiệt, thì con chó nhà thằng bạn của tôi từ ở gầm giường nó chui lên sủa nhức óc. Lúc đầu, nó chỉ đứng cạnh cái giường nhìn ra cửa sủa không ngớt, vì mất điện nên không nhìn rõ là cái thứ gì. Ai cũng đoán là nó đánh hơi được cái thứ gì ở bên ngoài nên sủa. Bởi mưa thì lớn, gió thì cũng lớn, nên không ai rõ là có chuyện gì ngoài con Milu của thằng bạn tôi. Đứng cạnh chân giường sủa một hồi, nó chạy sọc ra cửa, chỉ cái mỏ qua khe hở của cánh cửa sủa vang lên. Thằng bạn của tôi thấy lạ, hướng về nó nhẹ nhàng nói đứng. Milu, ngoan, lại đây, đừng có sủa nữa. Nhưng tiếng thằng bạn của tôi không có tác dụng gì. Càng nói, nó càng sủa to hơn và dữ tợn hơn.
Như thể mối nguy hại ở phía ngoài đang rình rập gần hơn. Lúc đó, tôi thấy nó kêu mấy lần, con chó vẫn không có thèm nghe. Buột miệng, tôi cười khẽ rồi mỉa mai nó. Mày nuôi chó cái kiểu gì mà nói hoài không có nghe vậy? Thịt mẹ nó đi cho rồi đi. Qua ánh lửa ngọn nến, tôi thấy nó lườm mắt tôi rồi quay sang nhìn con chó trước cửa. Nó hét lớn. Mẹ mày, bị điên hả? Tao giết bây giờ ạ. Cút vào trong nhà nhanh lên. Tức thì, thằng bạn của tôi cúi xuống, chụp lấy cái chiếc dép liền ngay chỗ con chó. Thật may là không có trúng. Lần này con chó không có sủa nữa, mà kêu ư ử một cách lạ thường. Lâu một lúc sau, lại thấy nó chồm hai chân trước lên cửa cào cấu, rồi lại hạ xuống, đi qua đi lại cánh cửa. Nhà tôi cũng có nuôi chó. Theo kinh nghiệm với khả năng đánh giá của tôi quay sang nói với thằng bạn. Mày coi sao chứ, tao thấy nó buồn buồn ị hay là buồn đái gì đó. Mày mà không mở nhanh, không khéo nó cho sản phẩm ra giữa nhà bây giờ đó, thì khốn. Thằng bạn nhăn nhúng mặt nhìn tôi. Chắc nó chưa tin cái điều tôi nói. Nhưng rồi nó cũng ngồi dậy, tiến ra gần con chó, vuốt đầu các kiểu rồi đứng tiếp. Milu, mày muốn ra ngoài hay sao? Được rồi, để tao mở cửa cho mày đi giải quyết nghe. Rồi thằng bạn của tôi quay lại nhìn, như muốn thăm dò ý kiến thêm một lần nữa. Tôi gật đầu. Vậy là nó đứng dậy, tháo mấy cái cọc nẹp ngang ở cửa rồi hé cánh cửa ra. Tức thì, con Milu của thằng bạn tôi lao ra ngoài nhanh như chớp. Cũng trong giây phút đó, một làn gió lạnh luồn qua cánh cửa hé, nó thổi vào bên trong, báo hiệu cơn mưa còn kéo dài nhiều giờ nữa. Khi thấy con chó lao nhanh ra ngoài, thằng bạn của tôi bắt đầu hối hận với quyết định của nó. Bởi lẽ, thường ngày con chó nó muốn đi ị hay cái gì đó, nó đều ve vẩy cái đuôi khi chủ nó mở cửa. Đằng này, nó lại lao nhanh như mất phương hướng, chạy trong cơn mưa lớn không biết đến chỗ nào. Thằng bạn của tôi nhìn ra một lần, lần này thì sai lầm thật rồi. Vì lúc đầu không ai nghĩ đến cái chuyện sẽ ngồi ở cửa đợi con chó về cả. Sau khi thấy nó đi đã lâu mà mưa gió vẫn còn, không có dấu hiệu gì ngớt, cho nên bố mẹ thằng bạn của tôi ở trong nói vọng ra. Đóng cửa lại đi con, chắc nó tự nó biết đường mà đục mưa hay là nó trở về ngay thôi đó mà. Dạ. Nó đáp lại với cái vẻ nặng trĩu, ngó đầu ra cửa một lần cuối như đang hy vọng chú chó quay về. Sau đó nó từ từ đóng cửa lại, rồi cùng cái cảnh bản mặt buồn thiu quay về giường. Lại cái chỗ của tôi đang nằm, nó im lặng đến đáng sợ, dường như nó đang trách tôi về cái chuyện con chó. Tôi thì lúc đó cũng thấy hơi bức rứt, lỡ như con chó nó có chuyện gì thì tôi cũng khó khăn ăn nói. Vậy rồi, cả hai cùng nằm im thinh thích, không một chút động đậy. Độ một tiếng sau, cơn mưa nhỏ dần, gió cũng ngừng rít. Từ đây, tôi và thằng bạn bắt đầu nghe thấy tiếng chó nó hú ở bên ngoài. Không biết nó hú từ bao giờ, nhưng tôi đoán chắc nó đã hú từ trước. Nhưng bây giờ mưa nhỏ nên mới nghe thấy. Lúc này, thằng bạn quay sang nhìn tôi với ánh mắt nài nỉ. Nó muốn tôi cùng nó đi ra ngoài kiếm con chó. Trong cái chuyện này, tôi cũng có chút trách nhiệm, nên tôi đã không ngần ngại cùng với nó ra ngoài. Vừa mới mở cửa ra, tiếng con chó nó rõ hơn, nhưng không chắc là nó ở chỗ nào. Nghe tiếng kêu thì cũng không gần chỗ hai đứa tôi. Cứ ngỡ lần mò theo tiếng hú sẽ tìm ra nó. Ai ngờ tôi và thằng bạn đi được một đoạn thì không thấy nó hú nữa. Bấy giờ nó sủa lên như điên như dại, rồi tiếng ăn ẳng vang lên như có người đánh nó. Trong giây lát thì dứt hẳn. Tôi và thằng bạn nín thở. Trong giây phút đó tôi thầm nghĩ, con chó chắc bị quỷ bắt mất rồi. Nó giống y đúc những cái vụ mất chó ngày trước. Sau đó, tôi lấy hết can đảm quay sang nói với thằng bạn. Mày có nghĩ những gì ta đang nghĩ hay không? Nó gượng ngật đầu. Sau rồi tôi không ngần ngại nói tiếp. Có lẽ tao với mày nên về nhà thôi. Tao không có dám chắc sẽ tìm thấy nó đâu.
Vừa nói xong, thì tim của tôi đập lên thình thịch. Nó giống như nãy giờ tôi đang cố gắng chống lại cái nỗi sợ vậy. Nhưng rồi, chúng tôi không tìm nữa mà nhanh chân trở về nhà. Vì trời lúc đó cũng tạnh hẳn rồi, nên tôi lao thẳng về nhà ngủ luôn. Sáng hôm sau, tôi thức dậy, định bụng qua nhà thằng bạn xem tình hình nó như thế nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tới chiều tôi mới mò qua nhà nó. Đến nơi, tôi đã thấy nó đang cắt chuối cho mấy con bò ăn. Mặc dù buồn thiêu, hỏi thì mới biết đêm qua tới bây giờ con chó nó chưa có về. Trong lòng tôi lúc đó cũng thấy buồn một cách khó tả. Nhà tôi cũng nuôi một con chó, nên tôi hiểu được cảm giác của thằng bạn. Không phải vì tiếc công tiếc của nuôi con chó nó lớn, mà là với cái loài chó chúng tôi luôn dành cho chúng một tình cảm hết sức đặc biệt. Lúc đó tôi cũng không biết nên làm gì, chỉ dám trấn an nó đôi câu rồi ra về luôn. Y như rằng mấy ngày hôm sau, con chó không về nữa. Vậy là nó đã mất tích thực sự. Đừng có ai thắc mắc tại sao chúng tôi không đến gần ngôi nhà hoang đó để kiếm. Việc đó không khác gì chơi một cái trò chơi mạo hiểm. Bởi ngày trước cũng dấy lên những lời đồn rằng có người mất chó, nên trên đường đi tìm nó, đi ngang qua ngôi nhà hoang này, vì không rõ về ngôi nhà cho nên đã đứng ngoài gọi con chó. Sau đó thì người đàn ông cũng mất tích theo con chó đó luôn. Cho nên mỗi lần người làng tôi mất chó, không ai dám đi tìm cả, vì sợ khi gọi chó cũng sẽ bị ma quỷ bắt mất. Tôi còn nhớ ngày đó trùng vào cái mùa gặt. Cái khổ là trước gặt mấy hôm, trời không thương lại đổ xuống cơn mưa lớn như vậy, khiến cho cánh đồng chỗ tôi đổ rạp hết. Trước kia chưa có máy gặt như bây giờ, chỉ gặt tay. Nếu gia đình có điều kiện hơn, sẽ sắm cái máy cắt cỏ, rồi chế thành cái máy gặt. Cái máy cầm tay đó thì năm nay không có tác dụng nữa. Vì lúa ngã sát đất, nên hầu như ruộng nào cũng phải dùng liềm để gặt. Trước đã mệt mỏi rồi, bây giờ còn mệt gấp đôi. Sau cái đêm mưa lớn đó, trời ban ngày gay gắt hơn hẳn những ngày trước đó. Tôi thì cũng không có rõ lắm, nhưng theo như bố mẹ tôi giải thích, trời vừa mới mưa mát đất, nên khi nóng đột ngột, con người ta cảm thấy không quen. Nhà tôi cũng có mấy xào ruộng, nằm rải rác mấy cánh đồng quanh làng. Riêng có một mảnh nằm ở gần ngôi nhà hoang đó. Nghĩ thì sợ, nhưng làm ở đó cũng cả chục năm rồi, chưa hề thấy cái gì. Với lại đi theo bố mẹ nên nỗi sợ của tôi cũng dời đi đáng kể. Chuyện là ngày hôm đó, nhà tôi bắt đầu gặt cái ruộng gần ngôi nhà hoang. Hôm đó cũng vui vì có một hộ trong làng tôi cũng ra gặt mảnh ruộng gần đó. Nói ruộng nhà tôi xác chứ chưa xác bằng cái ruộng bác kia. Bởi nhà tôi còn có cách hai mảnh nữa mới đến ngôi nhà hoang đó. Còn ruộng của bác thì xác sàn sạt luôn. Trời lúc đó cũng ngã về trưa rồi, cho nên nóng lắm. Cứ tầm 20 phút là phải cung cấp nước một lần mới chịu nổi. Và cứ mỗi lần như vậy, tôi đều nhìn về gia đình bác kia mà gọi lớn. Bác ơi, mời bác uống nước. Ở xa nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cười lớn của bác. Vì trời nắng thế này, nhà ai mà không mang nước theo chứ. Dẫu biết là như vậy, nhưng ở tôi thì nó vậy đó. Mời mọc nhau quen rồi. Nhưng mời nhiều lần, thằng cu nhà bác kia cũng sang đại một lần vì cả nể thôi. Giữa đồng không mông quạnh, hơi nóng phả lên bừng bừng. Trời thì càng dần đổ về trưa. Ai nấy đều nhìn về ngôi nhà hoang đó, nơi có mấy cái bụi cây cực kỳ mát mẻ. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ đó thôi, chứ không ai dám ra chỗ đó mà nghỉ ngơi. Duy nhất chỉ có bác kia. Bác này quơ tay về phía nhà tôi rồi hét lớn. Lại cái chỗ này ngồi cho nó mát nè, tội gì đứng ở giữa trời nắng vậy chứ? Bác nói nhưng không ai đáp lại cả. Sau đó bác như đọc được suy nghĩ của chúng tôi, bác lại nói tiếp. Sợ cái gì? Đứng ở đó còn sợ hơn ngồi ở chỗ này nữa đó. Mau lại đây đi. Sau lời bác đó, tôi thấy vợ của bác lững thững đi theo, không nói cái gì, bởi quá mệt. Còn bố tôi
thì đưa tay lên xua lia lịa, tỏ ý không muốn lại đó nữa. Một phần trời cũng trưa rồi, cố gắng thêm một chút nữa là được. Một phần cũng cách chỗ ngoài nhà kia gần 50 mét. Chừng này lại cái chỗ đó thì còn hơn việc cứ đứng lì ở chỗ ruộng. Và rồi cố gắng được hơn 10 phút nữa, gia đình tôi ra về trước nhà bác. Chiều hôm đó, nhà tôi lại tiếp tục gặt chỗ lúa lúc sáng gặt dở dang. Trời vừa nắng vừa gắt nên không ai nói gì cả. Cứ cặm cụi mỗi người mỗi việc như đang giận nhau. Khi trời ngã về chiều hơn một chút, lúc này đã loáng thoáng đôi ba cơn gió, không khí cũng bắt đầu dễ chịu hơn. Tự dưng, hay đâu bố tôi ngóc cái đầu lên, nhìn xa xăm rồi buộc miệng nói. Trời đất ơi, bất từ ấy mà chiều nay bận cái gì sao không có đi gặt vậy? Nãy giờ không ai để ý, bây giờ mới biết. Giữa cánh đồng trơ trọi, chỉ có nhà tôi đang gặt. Ở chỗ tôi, nhà xã trước, nhà xã sau nên không có đồng đều. Giống như nhà tôi và bác Tư, cái người lúc sáng ấy thì thuộc vào cái tóp xã sau cho nên gặt sau. Nhưng không hiểu sao, lúa đang gặt dở dang mà không thấy bác ấy tiếp tục gặt. Tôi cũng lấy làm lạ, không chỉ riêng tôi mà bố mẹ tôi cũng vậy. Ở đây thì ai cũng biết sắp sửa đây thôi, trâu bò sẽ được thả tự do trên cánh đồng này. Nhà nào chưa gặt kịp thì ráng bỏ công ra mà coi chừng, nếu không thì chúng ăn sạch. Dì cũng bận gặt, cho nên không ai quan tâm nữa, rồi tiếp tục chăm chú vào ruộng lúa đang gặt dở của mình. Chiều hôm đó, nhà tôi cũng giải quyết xong cái ruộng đó. Kết thúc chuỗi ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhà tôi lại quay về việc phơi trở. Chuyện này thì dễ dàng hơn nhiều so với đi gặt, nhưng cũng không có vui sướng gì. Vừa phơi lúa, vừa lông bông trong làng. Cuối cùng, tôi cũng biết được tại sao chiều hôm trước gia đình bác Tư nghỉ làm. Thật không may là cả bác trai lẫn bác gái đều bị bệnh. Nghỉ thì cũng không có gì lạ, bởi lẽ cả hai bác năm nay cũng đã có tuổi rồi. Nhà bác có ba đứa con, nhưng hai đứa lên thành phố làm ăn từ lâu. Chỉ còn đứa út, cái đứa hôm trước đi cùng với bác Tư ra đồng gặt. Cách hai ngày sau, tôi bắt gặp thằng cu con nhà bác Tư ở trên đường, nhân tiện tôi hỏi nó. Bố mẹ ra đỡ chưa cu? Nó thiều thào đáp. Chưa anh ơi, mấy hôm thuốc thang triền miên nhưng vẫn không có ăn thua gì hết đó. Không khéo là phải gọi anh hai về đưa bố mẹ lên bệnh viện thôi. Nghe xong, trong lòng của tôi cũng thấy có chút buồn buồn. Một phần vì lo lắng cho hai bác, phần nữa cũng thấy thương cho thằng cu này. Mới có một chút tuổi đã phải gồng gánh không ít chuyện trong nhà. Nhưng mà cũng đúng, trong nhà bây giờ chỉ còn có mình nó là đang khỏe, nó không làm thì ai làm bây giờ đây? Chuyện đau ốm của hai bác cuối cùng cũng đến tai người làng tôi. Họ chia nhau đến thăm hỏi, rồi đỡ đần thằng cu việc chăm sóc cho bố mẹ. Kể cũng may mắn, mấy hôm nay chỗ của tôi làm mùa xong rồi nên mới có thời gian giúp đỡ, chứ không thì cũng chịu thôi. Kể cả mảnh ruộng đang gặt dở của nhà bác Tư, người ta cũng gọi nhau ra gặt hộ rồi về phơi giùm cho bác luôn. Ở quê là vậy đó, mặc dù không có khá giả hơn nhau là mấy, nhưng khi có người gặp khó khăn thì tất cả đều cùng nhau giúp đỡ cứ như người một nhà vậy. Đến ngày thứ tư thì bệnh tình của hai bác vẫn không có thuyên giảm. Sợ rằng để lâu sẽ thành tật nên người làng tôi đã đưa hai bác lên bệnh viện thăm khám. Trước khi đi, hai bác không có quên dặn dò mọi người không được nói với hai đứa ở trên thành phố để chúng nó không phải lo nghĩ. Còn chuyện tiền nong, sau khi ổn định bác sẽ sắp xếp trả lại cho mọi người. Mà lạ thay, sau khi thăm khám ở bệnh viện về, người ta chỉ nói hai bác bị bệnh thông thường thôi. Cứ nghỉ ngơi rồi thuốc thang theo chỉ dẫn sẽ khỏe thôi. Nhưng mà mấy ông bác sĩ không có biết đây là hôm thứ năm hai bác bị bệnh rồi. Người làng tôi cũng quên bén đi, không nói với bác sĩ mà theo lời họ đưa hai bác sĩ về nhà tiếp tục nghỉ ngơi. Đến cuối ngày thứ sáu, bệnh tình của hai bác không có thuyên giảm
mà còn có dấu hiệu nặng hơn. Người làng tôi thấy lo quá, sợ hai bác không qua khỏi, cho nên đã gọi điện báo cho hai đứa con ở trên thành phố về. Cả hai khi nhận được tin, khăn gói lên xe về ngay trong đêm đó. Còn nhà của tôi mấy hôm rồi mới được một bữa cơm đầy đủ. Cũng vì mấy hôm nay, không bố thì mẹ, rảnh cái là họ sang nhà chăm sóc cho hai bác kia. Nhưng vì hôm nay, hai đứa con bác đã về, nên bố mẹ tôi cũng đỡ vất vả hơn. Bữa cơm tối hôm đó, tôi nghe láng máng bố mẹ tôi bàn với nhau cái chuyện đó. Nghe thì có vẻ họ đã nói với nhau từ hồi nào rồi đó. Bà nói nè, chuyện gia đình của bác Tư đó, càng ngày tôi càng nghĩ đúng như lời bà nói đó. Không phải là tự dưng cả hai người họ lại đang đùng ra bệnh đâu. Đó, tôi thấy chưa? Tôi đã nói với ông rồi mà. Từ cái lúc bác Tư nói tôi đã thấy người lành lạnh rồi. Vậy thì ngã đùng ra cái bệnh nặng vậy đó. Không có gì phải nghi ngờ nữa. Tôi nghĩ nên mời thầy về trừ tà một phen. Lỡ đâu đúng thì cũng đỡ à. Vậy cũng được. Ngày mai tôi sẽ sang nhà hỏi thăm hai đứa lớn, nhà bác Tư coi sao cái đã. Nghe qua, tôi cũng hiểu sơ sơ được câu chuyện. Tôi không nghĩ sâu xa được như bố mẹ, nên khi nghe bố mẹ của tôi thì tôi rất bất ngờ, cảm giác càng thêm sợ nữa là đằng khác. Đang nói chuyện với mẹ, bố quay sang tôi gằn giọng. Còn con nữa, lo mà ăn đi, cũng đơ người ra đó làm cái gì. Vậy rồi, tôi không quan tâm mà chăm chú ăn tiếp. Sáng hôm sau, tôi thức trước nên dậy từ rất sớm. Chỉ là mấy hôm nay vào mùa, dậy sớm riết đâm ra cũng quen, chứ bình thường thì còn lâu tôi mới dậy. Khi vệ sinh cá nhân xong, tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ngẫm nghĩ một lúc thì tôi nhận ra thiếu bóng dáng của bố tôi. Ông ấy thường dậy sớm, nhưng trước khi đánh răng rửa mặt, bố tôi đều ngồi ở cái bàn rít một điếu thuốc trước. Không thấy bố nên tôi đi xuống bếp hỏi mẹ. Lần mò thì tôi biết được ông ấy đã sang nhà bác Tư từ lâu rồi. Tôi không nhớ chứ cái lúc tối bố mẹ vừa bàn bạc chỉ là cho tôi không để ý nên quên mất thôi. Độ 9 giờ, tôi thấy mẹ chuẩn bị ra ngoài. Tôi đoán là mẹ đi sang nhà bác Tư. Vì tò mò nên tôi có hỏi. Mà cũng đúng như vậy. Mẹ tôi dễ tính hơn bố, nên chỉ một lúc xuống lời xin xỏ, tôi cũng được xách đít đi theo mẹ. Sang đến nhà bác Tư, tôi bất ngờ khi thấy người đứng đông nghịch ở trong nhà của bác. Vừa mới nhìn thôi, cơn tò mò trong tôi đã trỗi dậy. Với dáng người nhỏ bé, tôi nhanh chóng luồn qua được đám người lớn, chiếm được một cái chỗ thuận lợi để nghe nhìn này. Vừa mới toạt qua, tôi giật mình khi thấy ba tôi cũng có ở đó, nhưng mang một trọng trách lớn lao hơn những người khác. Ngoài ba tôi thì còn có một người khá là lạ. Tôi không nhìn rõ mặt, nhưng từ phía sau tôi thấy người đó mặc quần áo đen, trên đầu đội cái mũ ba nô. Theo như kinh nghiệm nghe ngóng của tôi thì đây là một thầy trừ tà. Hiện tại ông ấy đang làm phép cho vợ chồng bác Tư. Tôi không quên đưa mắt nhìn hai bác. Cảnh hai con người gầy hóp đi sau một tuần liệt giường khiến một đứa trẻ như tôi cũng không kìm được nước mắt. Ở đầu giường là mấy người con của hai bác. Đứa nào đứa nấy nước mắt tràn rụa, nín thở nhìn thầy làm phép. Sau một lúc làm phép thì người mặc bộ quần áo kỳ dị đó đứng dậy. Ông ta chép miệng. Đúng là quỷ tha ma bắt mà. Bị tà ma nó phá phách trong người lâu như vậy mà cũng không biết nữa. Thuốc thang thì làm sao mà khỏi được. Bỗng tiếng của con bác Tư cất lên. Dạ thưa thầy, bố mẹ của con sao rồi? Cậu cứ bình tĩnh cái đã. Chuyện đâu còn có đó. Tạm thời ta đã làm phép cho họ rồi. Cứ để cho hai người họ tĩnh dưỡng một ngày cái đã. Khắc sẽ khỏi thôi. À mà còn nữa, sau này nên đặt ở mỗi cánh cửa một củ tỏi, phòng tà ma lại vào nhà quấy phá đó. Hiểu chưa? Giọng nói đứa con cả nhà bác Tư lại vang lên. Dạ, thưa thầy.
Dứt lời, người được gọi là thầy này rẽ đám đông bước ra phòng khách. Theo sau đó là đứa đầu nhà bác Tư. Họ cùng nhau ra bên ngoài bàn bạc về tiền công cho thầy kia. Một lát sau, thấy anh ta quay lại, nhìn vào mọi người, nhất là bố mẹ của tôi mà nói. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ, chăm sóc cho bố mẹ của con. Gia đình con không biết lấy gì báo đáp. Thôi thì trưa nay mời các chú các bác ở lại dùng bữa cơm với gia đình con cho vui. Nghe anh con nhà bác Tư thưa xong, một số người cho rằng không cần phải tính toán như vậy. Còn một số thì cũng cả nể nên đã ở lại trưa hôm đó. Ngày hôm sau, bố mẹ tôi tự ở bên nhà bác Tư về, trên khuôn mặt điểm một chút vui mừng. Hỏi thì mới biết, vợ chồng bác Tư đã đỡ hơn rất nhiều. Chỉ trong nay mai thôi sẽ khỏe hẳn lại. Tôi cũng thấy mừng thay cho họ. Quả thật, chuyện về ngôi nhà quan kia không thể đùa được. Nhưng ở chốn đó, khi động chạm tới họ, thì họ mới làm hại mình, chứ không chẳng tự nhiên lại có chuyện. Từ sau cái vụ bác Tư, làng của tôi dè dặt hơn mỗi khi đi ngang qua đó, đặc biệt là lời ăn tiếng nói. Ở chỗ tôi, qua mùa gặt ít hôm thì người ta lại chuẩn bị gieo xạ vụ hè thu. Thật sự thì quá mệt mỏi. Mùa này thì trời đất lại khó chịu, lâu lâu mới gặp được một cơn mưa chiều thì nó cũng đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Và cứ mỗi lần mưa trút xuống thì các loại cá lại lên. Đó gọi là dư âm của mùa gặt. Những con cá chạch hay lương thì khi có nước, chúng sẽ ngoi lên đất theo cái dòng nước bơi xuống vùng trũng hơn. Ở quê tôi, người ta đúc kết được cái kinh nghiệm nên coi đó là cái nghề tạm bợ. Nói là tạm bợ, nhưng những người may mắn sẽ kiếm được một khoản không có nhỏ trong mấy ngày có cá. Chủ yếu là người ta dùng lưới, may thành cái hình trụ được bịt một đầu, đầu kia hứng ngay giữa dòng nước, chờ cá bơi vào trong. Việc còn lại chỉ là chờ đợi, rồi đổ cái mẻ này sang mẻ khác thôi. Thật ra thì còn có một câu chuyện nữa liên quan đến ngôi nhà quan này. Cụ thể là ở chỗ tôi, ngoài dùng lưới bắt cá thì người ta còn dùng cả kích điện nữa. Nhưng mấy năm trở lại đây, cách đánh bắt cá này thì bị chính quyền xã nghiêm cấm. Họ cho rằng dùng kích điện sẽ giết hại cá lớn lẫn cá bé. Không chỉ vậy, nhiều sinh vật xung quanh đó cũng chết theo, gây mất cân bằng hệ sinh thái. Và xuống lệnh rằng nếu người nào còn có bắt cá theo cách này sẽ xử lý thật nặng. Mặc dù đã có lệnh cấm từ rất lâu, nhưng đôi lúc người chỗ tôi vẫn dùng cách này, không phải người ta không biết mà là cố tình làm như vậy. Sau cái vụ hè mấy hôm, tôi có bắt gặp một người đàn ông vác kích điện ra đồng bắt cá. Hôm đó là ban ngày, nhưng vì ông ta bịt mặt nên tôi cũng không rõ là ai. Chỉ đứng cũng khá xa nên tôi không có thể nhận diện được là quen hay lạ. Cũng khó giải thích tại sao ông này lại đi kích cá giữa ban ngày. Bởi lẽ vào ban đêm, khi dùng đèn soi thì dễ bị phát hiện hơn. Giả lại vào ban ngày, ít khi thấy cán bộ môi trường đi tuần, cho nên ông này có vẻ rất ung dung, không sợ gì cả. Thấy ông này dắt kích đi ra đồng phía trước làng, lúc đầu tôi cảm thấy tức ở trong người cái kiểu gì đó. Nhưng rồi vốn cái bản tính tò mò, thích khám phá, nên tôi đã nhanh chóng chạy về gọi thêm mấy đứa nhỏ nữa, cùng nhau đi xem kích cá. Vừa nghe tôi mời gọi, cả đám thích thú lắm. Chúng không chần chừ mà theo bước tôi chạy về cánh đồng trước làng. Tôi quên chưa nói cho mọi người nghe, cái cánh đồng trước làng là chỗ con đường ngày trước bọn tôi thường hay đi học. Nói đúng hơn là cánh đồng ngôi nhà quan. Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều đến như vậy. Chỉ muốn mau chóng đi ra chỗ ông kia để không bỏ lỡ pha kích cá nào cả. Vừa đi ra đến chỗ cây đa, đã nghe thấy tiếng hét lớn vọng vào. Nè, anh kia, nè! Cả đám ngơ ngác nhìn. Thì ra là hai chú trong đội bảo vệ môi trường. Thật đen đủi cho cái chú kia, vừa mới xách máy ra thì đã bị phát hiện. Sau khi ông ta nghe thấy tiếng hét ở trên đường, biết là công an xã,
nên đã công đích chạy một mạch. Hai chú công an xã này cũng vội vàng tháo giày ra nhằm hướng người đàn ông kia vừa đuổi vừa hét. Anh kia, đứng, đứng lại mau! Nha! Tội nghiệp cho ông chú đó. Trên vai cổng cái máy nên vừa chạy một đoạn đã thấy ông dừng lại thở. Ông đảo mắt nhìn quanh xem nên chạy về cái hướng nào. Cuối cùng, ông ta lại công đích chạy hướng ngôi nhà quan. Lúc đầu, bọn tôi thấy cảnh tượng đuổi nhau, đứa nào đứa nấy vừa xem vừa bình luận sôi nổi. Nhưng khi biết ông kia có ý định chạy vào trong ngôi nhà quan, thì cả đám im bặt không có ho he gì thêm nữa. Bởi ai cũng sợ, sợ cái miệng làm hại cái thân. Giống như vợ chồng ông Bác Tư lúc mấy hôm trước vậy đó. Và rồi, cả đám nín thở chờ đợi. Nhìn sang hai chú công an xã, lúc này họ cũng đứng khựng lại giữa đồng. Vì họ mãi chạy nên không biết rõ chỗ người đàn ông kia chạy vào. Bởi ngay cái thời điểm đó, trước tầm nhìn của chúng tôi, không còn thấy người đàn ông đó nữa. Bọn tôi tự dưng thấy lạnh hết cả người, bất giác quay qua nhìn nhau. Không ai nói ai, cứ vậy mà nhanh chóng quay về. Bản tính tôi vốn tò mò nhất ở trong đám. Dù thấy sợ, nhưng chưa được mấy bước, tôi đã ngoái đầu lại xem. Mọi chuyện lúc đó xảy ra đúng như tôi nghĩ. Hai chú công an viên kia nhanh chóng quay trở lại xe khi thấy người đàn ông kia biến mất. Đám bọn tôi đang rảo bước trên con đường về nhà, thì có một cái chiếc xe máy phóng qua với tốc độ khủng khiếp. Trên xe có hai người. Qua những hình ảnh quen thuộc mà cặp mắt tôi vừa ghi được, tôi đoán đó là hai anh công an viên hồi nãy. Có vẻ họ rất bực tức về cái chuyện vừa rồi và quyết vào làng tôi để tìm truy cho bằng được người đàn ông hồi nãy. Hai người đó đến gặp bác Thành vì hiện tại bác đang nắm giữ chức vị trưởng làng. Sau khi xuất trình giấy tờ khác, hai chú công an yêu cầu bác Thành hợp tác trong việc này. Bác Thành khi nghe họ nói xong cũng vui vẻ nhận lời, bởi bác tin rằng người trong làng này không ai cố ý làm cái gì cả. Chắc chắn đó là người làng khác. Thật sự, lời biện minh của bác Thành cũng có chút khó tin, bởi lẽ làng tôi hoàn toàn cô lập bởi xung quanh là đồng ruộng. Nên người thôn khác đến đây đánh bắt cá là chuyện khó có thể xảy ra. Còn tôi thì dám cá, đó là người làng tôi, nhưng không rõ là ai, nên tôi và đám bạn không dám ho he nửa lời. Dẫu gì thì người đàn ông đó sớm muộn cũng bị bắt, nên là ai thì cũng sẽ biết thôi. Cả đám đứng cách chừng đó không xa, nói chung là có thể nghe láng máng được câu chuyện của ba người nọ. Thoáng qua có thể thấy được, hai viên công an tức giận thật sự. Nếu ngày trước chỉ là lời tuyên truyền thì có thể suy xét rồi bỏ qua. Đằng này có công văn từ huyện gửi về xã, từ xã về địa phương, vậy mà còn có người dám làm vậy, thì họ không thể bỏ qua được. Cho dù có lý do gì, thì lý do đầu tiên cũng là coi thường luật lệ của chính quyền cấp trên. Bây giờ thế này, cảm phiền bác theo bọn tôi đến chỗ đầu làng, túc trực ở đó, chờ người kích cá trái phép kia xem là ai, người chỗ nào, không biết bác có ý kiến gì không? Khi được hai anh công viên hỏi đến chuyện này, bác Thành nở một nụ cười. Ý hai anh đã vậy thì chúng ta mau ra đó đi, tránh trường hợp người kia thoát được đó. Và rồi bác Thành quay vào nhà lấy xe, cùng hai người đó nhanh chóng tiến ra chỗ cây đa đầu làng. Không phải tự dưng họ quyết định như vậy, bởi lẽ khi đứng đây, cả ba có thể nhìn toàn cảnh cánh đồng, đặc biệt là ngôi nhà quan, cũng chính là chỗ mà người đàn ông vừa hồi nãy lao vào ẩn nấp. Theo suy đoán của ba người, người đàn ông đó hiện nay vẫn còn đang ẩn nấp ở chỗ cũ, vì làng từ gốc cây đa nhìn ra đó cũng khá xa. Giả lại trên người ông ta còn có thứ bất ly thân nữa, nên trong thời gian hai người vắng mặt, người đàn ông kia khó có thể kịp thời quay trở lại làng. Mãi bàn tán công việc, họ quên rằng thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng cái trời cũng đổi màu sẫm lạnh. Nhưng lạ thay, người đàn ông mang tội kia vẫn chưa trở về. Ai cũng cảm thấy khó hiểu, vì không ai nghĩ ông ta có thể kiên nhẫn ngồi ở chỗ đó lâu như vậy.
Nếu ông ta không sợ ngôi nhà, thì cũng phải biết trời đã muộn rồi. Sao không về, đằng này vẫn im hơi lặng tiếng, không một chút động tĩnh gì. Cuối cùng, thì hai chú công an và bác Thành đó cũng bó tay trước trường hợp này. Bởi vào cái giờ này, người đàn ông có mò ra quay về thì họ cũng không thể nhìn rõ được, không thể làm gì khác. Hai người đành phải chấp nhận công cốc quay về. Sau đó bác Thành cũng quay về luôn. Buổi tối hôm đó, cả làng tôi xáo động bởi tiếng hét của một người đàn bà. Lúc đó, gia đình của tôi đang dùng cơm nên không ai quan tâm cho mấy. Chỉ có tôi là vĩnh hai tai thỏ ra mà lắng nghe xem là chuyện gì. Tiếng hò hét đó càng gần, nghe kỹ thì đó là tiếng gọi con. Minh ơi, con đâu rồi Minh ơi? Có ai thấy thằng Minh nhà tôi đâu không? Có ai thấy thằng Minh nhà tôi đâu không? Tiếng hét dứt một lúc rồi lại tiếp tục vang lên. Đó không chỉ là tiếng của một người đàn bà mà cả một đám người. Trong đầu tôi tự dưng mơ hồ một cách khó tả, dễ như tôi đang nghĩ chuyện đó rất rối, không rõ là cái chuyện gì. Bất giác, tôi bỏ chén cơm xuống, định bụng chạy ra ngoài xem, nhưng bị lời của bố tôi cản lại. Đó không phải là chuyện của con đâu, lo mạng cơm đi. Lúc đó, tôi cảm thấy rất khó chịu, bởi lần nào bố tôi cũng vậy, hay có chuyện gì là bố tôi lại bảo không có phải là việc của tôi. Bố tôi luôn coi tôi là một đứa trẻ. Lần này thì tôi cũng tỏ thái độ. Tôi không nói gì cả mà dùng dằn ngồi xuống ăn tiếp. Tôi ngồi xuống thì ba tôi đứng dậy tiến ra cửa. Một lúc sau thấy giọng bố của tôi cất lên. Có chuyện gì vậy thím? Thằng Minh đi đâu chưa về hả? Chú ơi, không biết chú giúp tôi với. Thằng Minh nó đi đâu mà chừng này chưa thấy về. Sao số tôi nó khổ vậy nè trời ơi. Qua cánh cửa chính, tôi thấy một đám người dừng trước cửa nhà tôi. Người nào người đó trên tay cầm cái đèn pin đi tìm chiếu khắp cả bên ngoài. Qua những gì tôi nghe được, tôi đoán người chưa về là anh Minh, còn đó là mẹ của ảnh, thím Bảy. Những người xung quanh có lẽ là hàng xóm giống như bố của tôi đây. Nói chuyện một lúc thấy việc quá cấp bách, nên bố tôi quay vào nhà, lấy dội cái đèn pin rồi quay ra cửa. Khi đi, ông nói rằng, mẹ con ăn uống dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm đi, bố đi việc một chút. Mẹ tôi thì không quan tâm đến mấy cái chuyện này, bởi lẽ cũng đã có bố tôi lo thay rồi. Còn tôi thì vừa bực tức, vừa thấy không yên trong lòng. Nãy giờ trong đầu của tôi nó cứ rối mờ một cách khó hiểu. Y như rằng, sắp nghĩ ra là chuyện gì thì nó lại dục đi mất. Cảm giác như có ai đang phá rối suy nghĩ của tôi vậy. Hay đơn giản hơn là lời nói của bố tôi lúc nãy khiến cho tôi khó chịu đến mức mù muội đi mấy phần. Lúc đầu tôi có ngồi chờ bố tôi tại cái vị trí của chỗ tivi. Hồng khi bố tôi quay về sẽ hỏi xem là chuyện gì. Nhưng do lâu quá nên tôi đành quay về buồng mà nằm nghỉ. Đúng cái lúc cơn buồn ngủ tìm đến thì tôi lại nhớ về câu chuyện lúc chiều. Và có lẽ điều mà tôi nghĩ từ nãy tới bây giờ không ra chính là câu chuyện liên quan đến người đàn ông này. Lúc đó tôi nghĩ rằng thanh niên Minh này có lẽ chính là người đàn ông lúc chiều. Nhưng vì giận bố tôi quá nên tôi không thèm để ý nữa. Có khi nói chuyện này lại được một trận giáo huấn ra trò. Cuối cùng tôi chọn giấc ngủ để giải quyết mọi chuyện. Vốn buồn ngủ nãy giờ nên chỉ kịp một lúc thôi, tôi chìm vào giấc ngủ ngay. Làm một giấc đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Lúc đó thì mặt trời cũng đã treo trên đọt tre. Vừa tỉnh giấc, tôi lại thấy có gì đó hơi kỳ lạ. Mọi hôm mẹ đánh thức tôi từ rất sớm, kể cả không có việc gì. Nhưng hôm nay thì không. Kể cả những tiếng lọt xọt dọn dẹp như mọi hôm cũng không nghe thấy. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi bừng tỉnh chạy xuống bếp, rồi chạy nhanh lên nhà. Thật lạ, hôm nay bố mẹ của tôi đi ra ngoài từ lúc nào mà tôi không hay. Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ, bởi ở nhà một mình cảm giác nó thoải mái hơn. Sau khi trùng tu cá nhân xong, tôi lao ngay xuống bếp như một thói quen. Hình ảnh cũ lại hiện lên,
Đó là một tô mì chuẩn bị sẵn rau ria thịt luộc. Việc của tôi bây giờ chỉ cần đổ nước vào nữa là thưởng thức. Ăn xong tôi quay ra xem tivi. Mọi hôm thì không được như vậy. Có mẹ ở nhà, dù không có việc gì làm cũng trở nên không có. Cho nên tôi tranh thủ tận hưởng cuộc sống tự do trước khi bố mẹ tôi quay về. Nhìn lên nhìn xuống đồng hồ mấy lần thì lúc này trời cũng quá độ trưa. Lanh quanh thêm được một lúc nữa thì bố mẹ tôi về. Lúc đó tôi cũng không thèm hỏi là chuyện gì mà quay vào phụ mẹ tôi chuẩn bị bữa trưa. Bữa cơm hôm đó, tôi lại nghe bố mẹ bàn tán, hình như là câu chuyện hồi tối. Cái đám thanh niên thời nay đúng là khó hiểu thiệt mà. Không bao giờ chúng nó làm cho bố mẹ không phải nghĩ ngợi nhiều. Thiệt tình. Tôi còn nghe thêm Bảy kêu là hôm qua nó dắt cái máy kích đi ra bên ngoài. Kể cũng khó ăn khó nói. Người ta vốn không ưa mấy cái vụ kích cá bằng điện, nên vợ không dám nói sự thật. Cứ nhảy biết đâu mà tìm. Nghe bố mẹ tôi bàn đến đây, tôi ngừng nhai rồi hòa vào suy nghĩ. Quả thật không ngờ người đàn ông hôm qua chính là anh Minh. Càng bất ngờ hơn, tôi chính là kẻ biết rõ nhất chuyện hôm qua. Mặc dù không chắc chắn bây giờ ảnh ở đâu, nhưng tôi dám cá, nếu bây giờ tôi nói ra thì có thể truy tìm ra được anh Minh. Nghĩ đoạn, tôi tự dưng rùng mình. Nếu hôm qua anh Minh mà không về nhà thì chỉ có ở trong ngôi nhà quan kia thôi. Nếu thật sự ảnh đang ở đó thì chắc chắn có chuyện không hay rồi. Lúc này tôi càng thấy sợ hơn, bởi tôi không biết nói sao với bố mẹ. Nhưng nếu không nói thì tôi không dám nghĩ trước cái hậu quả. Và rồi tôi quyết định đánh liều một phen, vội đặt cái chén cơm xuống. Tôi cố kiềm giọng, khẽ thưa. Bố, mẹ, con có chuyện muốn thưa. Bố tôi dừng lại. Ổng nhả muỗng cơm vừa cho vào miệng ra rồi nói. Có chuyện gì thì ăn xong rồi hẳn nói. Tôi sợ lời bố nói. Suy cho cùng thì ổng cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù tôi có nói ngay bây giờ thì sự việc cũng không có nhanh thêm được chút nào, mà còn khiến cho bữa cơm gia đình của tôi bị gián đoạn. Tôi vẫn gạt đi lời của bố nói, rồi nhìn thẳng vào mắt ông nói tiếp. Chuyện này con không thể chờ đợi được nữa. Nó có liên quan đến số mệnh của anh Minh đó. Hôm qua con có thấy một người giác kích đi bắt cá, nhưng chỉ mới đây thôi con mới biết đó là anh Minh. Con nói làm sao? Cái ông này, cứ để con nói hết coi sao. Lời mẹ tôi tiếp thêm động lực cho tôi. Cuối cùng, sau cái nuốt nước miếng, tôi vững giọng thưa tiếp. Dạ, hôm qua, sau khi anh ấy bị hai chú công an viên phát hiện, anh ấy đã chạy thẳng vào cái chỗ nhà, cái nhà quan kia đó. Con nghi ngờ bây giờ anh vẫn còn ở trong đó. Sắc mặt của bố tôi thay đổi. Nhưng đó không phải là nét mặt ý quở trách tôi, bởi suy cho cùng, tôi không có lỗi. Nếu có, thì bố tôi là người nhận hết. Rồi bố tôi hỏi lại. Con có chắc là anh Minh ở trong đó không? Lúc đó, không hiểu sao tôi lại gật đầu một cái. Và rồi, sau cái gật đầu đó, bố tôi bỏ bữa cơm trưa, gấp gáp đội nón đi ra bên ngoài. Kế tiếp là mẹ tôi. Bà ấy chỉ kịp nói tôi ăn xong, nhớ dọn dẹp rồi cất bước theo bố tôi luôn. Sau đó, tôi cũng không có buồn ăn uống gì nữa. Trong lòng của tôi như đang bị lửa thiêu đốt, đứng ngồi không yên. Cuối cùng, tôi cũng quyết định đi ra ngoài luôn. Lúc đó, linh cảm cho tôi biết rằng đến nhà của thím Bảy. Quả nhiên, khi tôi đến đã có rất nhiều người ở đó. Bước đến gần cửa, tôi nghe mọi người bàn bạc với nhau sẽ đến ngôi nhà quan đó một phen. Vừa mới nghe thôi, chân tay của tôi đã bủng rủng hết rồi. Thế nhưng, khi mọi người đi ra, tôi cũng nói bước đi theo. Đoạn đường ra từ ngôi nhà quan đó, sao hôm nay nó thật gần. Dẫu trong lòng của tôi muốn đến thật nhanh, nhưng khi gần đến nơi, lòng tôi lại hối hận vô cùng. Cảm giác thật nửa vời. Lúc đó, tôi chỉ biết cầu nguyện cho anh Minh sẽ không có ở đây
hoặc đại loại là sẽ bình yên vô sự. Những người đàn ông đi trước, thuộc cái top người can đảm, dũng mãnh nhất làng tôi, mang trọng trách là phát rộng lối đi dẫn vào bên trong. Độ 5 phút sau, một lối nhỏ ước chừng cơ thể hai người lớn đi vào được. Tôi nhanh chóng cùng với mấy người trong làng bước vào bên trong. Bố mẹ của tôi đi trước nên không hề biết tôi theo sau. Cho đến khi tôi chui toạt vào bên trong rồi, họ mới tá hỏa nhận ra tôi. Nhưng lần này thì quá muộn rồi. Thay vì kêu tôi đi về, mẹ tiến sát lại chỗ của tôi xoa đầu rồi nắm lấy tay tôi để chắc chắn rằng tôi luôn theo sát bà ấy. Vì mãi suy nghĩ nên bây giờ tôi mới để ý. Vào bên trong này bầu trời như tối hẳn. Không chỉ vậy, khung cảnh ở đây còn toát lên một vẻ gì đó rất lạnh lẽo. Giống như bên trong này với ngoài kia là hai thế giới khác nhau. Một lúc sau, còn nghe thất thanh tiếng cú heo nó kêu. Trời ơi, nghe nó rợn người làm sao đó. Thật may là bọn tôi đi đông người, không thì cũng khó lòng ở đây lâu được. Vì là ngôi nhà quan nên cỏ cây xung quanh mọc lên chi chít. Không ai dám chắc ở trong những lùm cỏ này không có đôi ba sinh vật gớm ghiếc cả. Vậy cho nên, tất cả chúng tôi đều hết sức cẩn trọng, bước từng bước dài để nhanh chóng xót hết cái khu vực này. Trước khi bắt đầu công việc, bác Thành không quên thắp một bó nhang, chia đều cho từng người. Ai nấy đều hiểu ý, rảo bước tới những chỗ được cho là nên cắm nhang, thì cắm ở đó một cây. Khi công việc báo cáo xong xuôi, tất cả mới nhẹ người tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Sau một lúc, chúng tôi cũng tìm khắp chỗ này. Bước đầu coi như thất bại vì vẫn chưa thấy một dấu vết gì liên quan đến anh Minh. Tìm khắp bên ngoài không thấy gì. Bây giờ, mọi ánh mắt đổ dồn về căn nhà quan. Đúng tên gọi của nó, ngôi nhà quan tàn thật sự. Nhà được làm bằng đất sét và rơm, không biết được dựng lên từ khi nào. Nhưng hiện tại, mọi góc cạnh của ngôi nhà hầu như đã mục nát. Mấy cánh cửa không còn nằm nguyên dạng trên bản lề mà gãy nham nhở trên mặt đất từ năm nào rồi. Nhìn qua thôi đã đủ khiến những người gan lì nhất cũng phải run sợ. Một lúc sau, bố mẹ của anh Minh bước lên trước, tạo cái đà cho mọi người đi phía sau. Hai người họ bước đi mà tất cả chúng tôi đều hồi hộp. Bàn tay của mẹ tôi bất chợt nắm chặt tay tôi hơn lúc nãy. Tôi biết đó chỉ là sự cảnh giác, điều mà ai trong chúng tôi ở thời điểm đó cũng đều như vậy cả. Vào sâu trong ngôi nhà một chút, thì tôi lạnh cứng hết cả người. Tiếp theo là những ngón tay, rồi cánh tay và cả đôi chân của tôi nữa. Cứ ngỡ nếu không có chút can đảm an toàn nào từ mẹ truyền cho, tôi sẽ không thể vượt qua thời khắc đó. Những gì xảy ra tiếp theo, tôi đều cảm nhận bằng tai và cảm giác. Bởi đến lúc này, đôi mắt của tôi đã nhắm nghiền vì không đủ kiên cường để đối mặt với khung cảnh ghê rợn xung quanh ngôi nhà này. Bất giác, tiếng hét của thím Bảy vang lên gai người. Trời ơi! Minh con ơi! Con bị sao vậy nè? Minh! Tiếng hét đó khiến cho tôi giật bắn người, xém nữa khiến tim tôi ngừng đập. Theo quán tính, tôi quay lại gục đầu vào người của mẹ. Mà tôi cũng dang rộng vòng tay, chỉ chờ tôi áp sát nữa là ôm gọn lấy, như muốn bảo vệ tôi khỏi mọi thứ nguy hiểm. Nhưng rồi, mọi người, kể cả tôi, đều nhận ra. Thím Bảy, người đi đầu vào trong nhà đã tìm thấy người, không ai khác đó là anh Minh. Một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp nhưng đầy vẻ lo lắng từ thím Bảy đủ để tất cả chúng tôi biết rằng anh Minh vẫn bình yên vô sự. Cũng sau cái giọng nói đó, tất cả chúng tôi đều cảm thấy dễ thở hơn, không còn cảm giác hồi hộp sợ hãi nữa. Đặc biệt, ai nấy cũng đều vui mừng thay cho gia đình thím Bảy. Có những người khi biết tình hình như vậy đã ở bên ngoài đợi luôn vì lúc đó vợ bên trong cũng không giải quyết được việc gì. Nhưng lạ thay, ở ngoài mãi vẫn không thấy ba người gia đình thím Bảy trở ra.
Mà càng lạ hơn là giọng nói lúc nãy của Thiếm Bảy không còn đâu nữa. Vì quá sốt ruột, tôi cùng bố mẹ lướt qua mấy người cùng làng rồi tiến vào bên trong. Vừa vào đến cửa, một mùi hôi thối đến kinh tởm xốc lên não tôi. Tôi nhăn nhúm mặt mày nhìn mẹ, rồi đưa tay lên bịt mũi và muốn chạy thật nhanh ra bên ngoài. Nhưng lại không thể làm được. Có một điều mới mẻ tôi vừa phát hiện ra, đó là đứng bên ngoài ngôi nhà nhìn rất nhỏ, nhưng vào bên sâu bên trong, ngôi nhà rộng không tưởng. Thật khó hiểu, phải chăng cảm giác sợ hãi đã làm tôi đứng co cụm một chỗ, nên mới sinh ra cái chuyện như vậy. Qua những tia sáng mong manh lọt từ những ô cửa sổ đã gãy, tôi và bố mẹ có thể nhìn rõ đường đi và biết ngôi nhà này còn có một căn phòng nhỏ ở phía dưới nữa. Nhìn quanh ngóc ngách một lượt, tôi không nhìn thấy gia đình Thiếm Bảy ở căn phòng này. Vậy là có thể là ở trong căn phòng kia. Cả ba người nhà tôi nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa nối giữa hai căn phòng. Không gian tĩnh mịch, tưởng chừng tôi có thể nghe rõ những cái nuốt nước miếng của bố mẹ. Họ cũng như tôi, cũng thấy sợ, nhưng hơn hết bao giờ, còn phải lo cho tôi nữa chứ. Nhưng họ không thể chùn bước. Bước qua cánh cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là cả ba người nhà Thiếm Bảy đang ôm chặt lấy nhau, vẻ rất sợ hãi. Cũng ngay cái lúc đó, tôi mới biết để ý là còn có ba con rắn nữa nó đang bò lổm ngổm xung quanh ba người nhà Thiếm Bảy. Khi thấy chúng tôi vào, cả ba con rắn nó bò đến phía chúng tôi. Trước cái tình hình đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần để chạy ra ngoài rồi. Bố tôi như nhận ra điều đó, ông nhìn tôi nói nhỏ: "Đứng im, đừng có động đậy." Lời của ba tôi khiến tôi thôi suy nghĩ bỏ chạy. Đứng im nín thở chờ đợi. Ba con rắn đó tuần tự bò xung quanh tôi và bố mẹ. Chúng lè lưỡi ra như muốn lao nhanh đến cắn chúng tôi. Quá sợ hãi, một lần nữa tôi chỉ biết nhắm mắt cắn răng chịu đựng. Đến bây giờ tôi mới biết tại sao gia đình của Thiếm Bảy lại im lặng co ro ở một góc nhà như vậy. Có lẽ ba con rắn cũng từng làm tương tự với nhà Thiếm Tư. Thêm một lần nữa, tôi lại nhận được một bài học từ bố tôi, rằng khi gặp những cái thứ nguy hiểm hơn, thay vì bỏ chạy, chúng ta nên chọn cách đối đầu. Ở thời điểm đó, cách của bố tôi vô cùng hiệu nghiệm. Ba con rắn chỉ bò quanh người chúng tôi, ngoài ra không hề có thêm động thái gì khác. Không gian im lìm một lúc. Bây giờ tôi mới dám mở mắt ra, nhìn xuống mấy con rắn. Thật khủng khiếp. Đó là ba con rắn hổ mang. Con nào con nó to bằng cẳng tay của tôi. Nó giống như chúng đã thành tinh vậy. Khi đó, tôi vô tình thấy ngứa ở lưng. Không chịu đựng nổi, tôi vòng tay ra sau lưng gãi. Bất ngờ, cả ba con nhìn tôi, nó xè bành hổ mang, tỏ vẻ rất cảnh giác, khiến cho tôi đứng tim bất động. Một lát sau, không hiểu lý do gì, cả ba con lần lượt theo chỗ hổng ở góc tường mà bò ra ngoài. Chỉ đợi đến lúc không còn thấy bóng dáng chúng đâu nữa, tôi và bố mẹ mới thở phào, thả lỏng người, rồi vuốt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt. Chúng tôi nhanh chân tiến sát bên gia đình của Thiếm Bảy. Lúc bấy giờ Thiếm mới khóc ngất lên. Minh ơi! Con sao vậy nè? Con nhìn mẹ đi Minh ơi! Thiếm Bảy thay đổi tư thế để đỡ chặt anh Minh hơn. Lộ ra cái bộ dạng anh Minh trần như nhộng, trên mình đầy đủ vết hằn đỏ không biết là vì sao. Chưa đủ giật mình, bây giờ nhìn đến nét mặt, đôi mắt của anh ấy mới khiến cho tôi bừng tỉnh. Nét mặt ngây ngô, đôi mắt thơ dại, miệng luôn cười một cách khó hiểu, khiến tôi phải dụi mắt mấy lần. Nhìn anh bây giờ không khác một đứa trẻ là mấy. Thiếm Bảy thì lay tay gọi nhẹ, nhưng vẫn không thấy anh nói năng gì. Từ nãy tới bây giờ, chỉ thấy anh cười, một nụ cười mỉm, nhưng nhìn kỹ lại, khiến cho người ta rùng mình. Đó là một nụ cười của người mất hồn. Từ bên ngoài, hẳn mọi người lại nghe tiếng khóc lóc của Thiếm Bảy.
Người ta đổ dồn vào bên trong xem tình hình. Thấy cái cảnh đó, ai cũng lắc đầu khó tin. Nhận thấy không thể ở đây lâu thêm được nữa. Những người lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm đứng ra nhắc ý. Thôi, bây giờ tất cả nên mau chóng rời khỏi nơi đây đi. Chỗ này không có thể ở lâu được. Có chuyện gì ra ngoài chúng ta hãy giải quyết. Đúng vậy đó. Cho nên hãy rời khỏi nơi đây đi. Không có ai biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu. Ngay sau những cái ý kiến đó, tất cả mọi người, kể cả gia đình thêm bảy, cũng chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Nhưng trước tiên, phải kiếm cái thứ gì đó che cho anh Minh. Bởi nãy giờ, anh ấy vẫn còn trần truồng, chưa có cái gì để mặc. Tôi hiểu cái chần chừ của thím. Từ phía sau, tôi vội cởi cái áo dài tay ở bên ngoài rồi đưa cho thím bảy. Sau đó, mỗi người e dè tản dần ra bên ngoài chờ gia đình thím. Ai cũng muốn mau chóng rời khỏi ngôi nhà này, thật nhanh và yên ổn. Độ 2 phút sau, một người đàn ông lực lưỡng bước ra. Ở trên lưng anh chính là anh Minh. Phía sau là bố mẹ của anh, mang khuôn mặt đau xót nhìn lấy tay của anh Minh. Cả mấy người cùng nhau ra ngoài. Anh Minh được người đàn ông đó cõng về tận nhà. Bây giờ, người ta bắt đầu tò mò đến xem kín cả đoạn đường ở phía bên ngoài nhà thím bảy. Về đến nhà, anh Minh tỉnh dần. Biểu hiện đầu tiên là anh lấy khăn che người vì thấy ngượng. Đôi mắt khuôn mặt của anh bắt đầu trở lại bình thường. Kế đó là anh cất giọng nói yếu ớt. Mọi người làm gì ở đây vậy? Nghe anh Minh hỏi, ai nấy đều ngơ ngác. Chắc hẳn là sự ngạc nhiên đang bủa vây mọi người. Người ta bàn đi tán lại, nghi ngờ rằng anh Minh bị ma làm, bây giờ mới hoàn hồn. Còn thím bảy, thím lại khóc bất giác khi nghe anh Minh hỏi mơ hồ như vậy. Thoáng nhìn qua, không còn thấy giọt nước mắt nào ở trên gương mặt của thím nữa, bởi thím đã khóc cạn cả nước mắt rồi. Minh ơi, thật sự con không có nhớ gì nữa sao? Con còn nhớ người mẹ này nữa không? Anh Minh đưa hai tay lên bưng kín mặt, một tiếng thở thiệt dài. Anh lắc đầu rồi nói. Con thật sự không còn nhớ chuyện gì xảy ra cả. Nó mờ ảo lắm. Mặc dù không còn nhớ gì, nhưng mà nghe kỹ những lời của ảnh nói, ai nấy đều hiểu. Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Nhìn ra bầu trời lúc này cũng đã chập choạng tối. Số người trong nhà của thím bảy cũng bắt đầu ra về, nhằm cho anh Minh có một khoảng không gian để nghỉ ngơi sau một đêm kinh hoàng. Tôi và bố mẹ cũng có chút thân thiết với gia đình thím, nên ở lại đến lúc tối mịt mới về. Mọi chuyện trở lại bình thường. Cho đến một hôm, thím bảy phát hiện anh Minh ốm nhom một cách bất thường. Mặc dù thấy anh vẫn ăn uống ngủ nghỉ đều đặn, nhưng mắt mũi thì hóp cả lên, quần mắt còn thâm đen đến khó hiểu. Thấy anh như vậy, gia đình thím kìm không nổi. Ngày hôm thứ 3, tức tốc đưa anh tới bệnh viện thăm khám. Mà lạ thay, khám xong, người ta chỉ nói là do anh làm việc quá sức nên mới như vậy mà thôi. Người ta kê cho anh mấy liều thuốc bổ rồi cho anh về. Lúc đầu, gia đình của thím cũng tin, nhưng rồi mới ngã ngửa khi nhận ra, kể từ cái hôm anh được cứu về, anh chưa hề động tay động chân vào cái chuyện gì cả, suốt ngày chỉ có ăn với ngủ thôi. Cầm đống thuốc bổ trên tay, thím bảy không biết làm sao, đành đưa anh Minh về nhà theo lời của bác sĩ. Từ hôm đó, thì thím bảy thường để ý tới bữa ăn giấc ngủ của ảnh hơn. Cả ngày hôm đó, thấy anh Minh vẫn sinh hoạt bình thường, thím bảy cũng tự an ủi lòng được phần nào. Đêm đó, thím có thức dậy mấy lần qua phòng của anh Minh xem tình hình. Hai lần đầu, thấy ảnh vẫn tròn giấc, kéo thuốc lào. Vì thường xuyên dậy, nên thím không có ngủ ngon giấc, lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mơ. Đến gần 1 giờ sáng, thím nghe ở bên ngoài có tiếng lạch cạch như ai đang mở cửa. Thấy tò mò, nhưng lại sợ, nên thím quay sang lay chồng dậy. Chú Lung ngái ngủ mở mắt. Nửa đêm nửa hôm á, bà làm cái gì vậy? Bàn tay của thím bảy bấu chặt vào chồng, như vô thức
Thím nói, ông ơi, ông có nghe tiếng gì không? Bên ngoài cửa nhà mình đó. Tiếng gì là tiếng gì? Mặc dù nói khó chịu, nhưng chú Lung vẫn chăm chú lắng tai nghe. Quả thật bên ngoài đang có tiếng gì đó rất lạ, nhưng cái vẻ nhẹ nhàng và rón rén lắm. Dù sợ hãi, nhưng Thiếm Bảy và chú Lung vẫn quyết ra bên ngoài xem là chuyện gì. Hé cửa, qua tầm nhìn trước mắt, cả hai nhìn thấy một bóng dáng cao to đang lục đục mở cửa. Một lát sau, cái bóng đó mở được cửa và đi ra bên ngoài. Trời tối, nhưng Thiếm Bảy vẫn chợt nhận ra đó là con trai Thiếm. Thiếm vội chạy theo, khiến cho chú Lung không thể đứng đó. Trong lúc còn tỉnh táo, chú Lung nhanh trí cản Thiếm Bảy lại, đứng chôn chân nhìn anh Minh bước đi như một kẻ vô hồn. Điệu bộ cử chỉ không khác gì đang mộng du. Không được, bà đừng có đánh thức nó, bà sẽ làm hại nó đó. Biết là con trai đang bị ma quỷ giận lối, nhưng không thể làm gì. Thiếm Bảy đưa tay lên bịt miệng khóc trong đau đớn. Một lúc sau, nhìn lên, không còn thấy bóng dáng con trai đâu nữa. Cả hai mới quỳ xuống ôm nhau khóc ngất ngẹn. Những giờ đồng hồ kế đó, sao nó dài dẳng với vợ chồng của chú Lung. Cả hai không thể chợp mắt thêm được nữa, nằm chờ đứa con trai trong vô vọng. Tầm 4 giờ sáng, lại nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa. Biết cả anh Minh đã về, cả hai mới thấy yên tâm hơn phần nào. Vì sợ con trai biết chuyện sẽ không hay, nên mọi hôm Thiếm Bảy chỉ sang phòng anh gõ cửa nhìn vào bên trong một lát rồi quay đi. Khi trời vừa mới le lói ít ánh nắng, vợ chồng Thiếm Bảy cùng nhau ra ngoài. Người ta nói muốn trừ tà phải tìm thầy Mo, vậy cho nên cả hai cùng nhau đến làng bên mời thầy về làm lễ. Nghe nói vị thầy mà họ kiếm tên là Cương, cực kỳ nổi tiếng trong vấn đề trừ ma bắt quỷ. Qua lời kể của Thiếm Bảy, thầy Cương cho rằng anh Minh đang bị vong hồn ma nữ lôi kéo. Nếu không kịp thời giải cứu, e sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau một lúc chuẩn bị đồ nghề, thầy Cương cùng với vợ chồng chú Thiếm về nhà. Trước mắt, họ nói với Minh rằng đây là một người họ hàng xa, tiện đường đến chơi rồi sẽ nghỉ lại ít hôm, phòng cho anh sẽ thắc mắc. Chú Thiếm cũng có qua nhờ bố mẹ của tôi giúp phòng khi cần thiết. Về phần thầy Cương, ông ấy chuẩn bị rất nhiều thứ, trong đó có tỏi, bùi ngũ sắc và đặc biệt là máu chó mực. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đến đêm nữa mà thôi. Đêm tới, tiếng lạch cạch phát ra sớm hơn hôm qua. Sau khi phát hiện tiếng động, thầy Cương ra hiệu cho mọi người tập hợp lại bằng cách đối phó với quỷ. Bóng dáng của anh Minh khuất được 5 phút, thầy Cương dẫn đầu đoàn người tiến đến ngôi nhà quan. Khi đến gần ngôi nhà, một không gian u ám, lạnh lẽo bao phủ lấy ngôi nhà. Thầy Cương ra hiệu cho mọi người không ngừng di chuyển để tạo thế chủ động. Một lát sau, khi đã đứng được vị trí thuận lợi, tất cả dông mắt nhìn về phía ngôi nhà quan xem động thái ở bên trong. Dưới ánh trăng mờ nhạt, bóng dáng của anh Minh nằm quằn quại nhìn thật là dị hộm. Hình như bên cạnh anh còn cái thứ gì đó. Phải, đó chính là những con rắn hổ mang mấy hôm trước chúng tôi đã bắt gặp tại ngôi nhà này. Không ngoài dự đoán của thầy Cương, đó là quan hồn quỷ dữ nhập vào rắn thành tinh. Chúng đang cố gắng dắt kiệt sinh lực của anh Minh như những con quỷ bệnh hoạn. Không để mất thì giờ thêm nữa, thầy Cương ra hiệu cho mọi người ném tổng cộng 81 tép tỏi vào người của anh Minh. Sau đó, thầy Cương nhanh chân tiến tới tạt cái chén chó mực lên người ba con rắn lẫn người của anh Minh. Tức thì, ba con rắn lớn nó gồng lên, nó xè mang ra xịt. Được một lúc thì chúng cuốn lấy thân nhau giật giã trên nền nhà. Chớp lấy thời cơ, thầy Cương rút dội ba lá bùa ngũ sắc cùng với ba cây kim găm lên từng con. Cả ba con uốn qua uốn lại trên mặt đất thêm một lúc
rồi im lìm bất động như đã kiệt sức. Thầy Cương tiếp tục ra hiệu cho mọi người tới đỡ An Minh dậy. Còn thầy thì một tay cầm cái chén máu chó, một tay cầm rượu hòa lẫn vào nhau. Thầy nhắm mắt, nhấp lấy một ngụm, đưa tay lên ngang miệng, đọc chú ở trong đầu. Kế tiếp, thầy phun cái thứ dung dịch kỳ lạ đó lên người ba con rắn. Loáng một lúc sau, mình mẩy của ba con rắn bốc khói nghi ngút, mùi thịt cháy nồng nặc cả không gian quanh đó. Từ trong thân xác con rắn, lúc này phát ra những thứ âm thanh rợn người. Có lẽ những linh hồn đó nó đang gào rú vì đau đớn. Cuối cùng, thầy nói mọi người gần đó lại cùng với thầy sắp những tép tỏi vừa nãy quanh mấy con rắn. Theo lời thầy nói, đó là cách ngăn chặn những quan hồn thoát ra ngoài. Đến tờ mờ sáng, anh Minh tỉnh lại. Thầy giải thích do lúc đó quan hồn thoát ra quá bất ngờ nên ảnh bị ngất đi, chứ bây giờ thì không sao nữa rồi. Còn về ba quan hồn quỷ dữ kia là ba quan hồn nữ. Chắc vì vậy mà chúng không buông tha cho anh Minh. Sau khi giải thích kỹ càng với mọi người xong, thầy lại đốc thúc mọi người công việc đang dang dở. Theo như thầy nói, nếu muốn được yên ổn thì chỉ còn cách bỏ ba con rắn vào cái quan tài cỡ nhỏ, chôn xuống dưới đất, phía trên thì lập cho chúng một bàn thờ. Hàng tháng hàng năm cứ theo lịch mà đến đây thắp nhang khẩn cầu. Sau đó, mọi người bắt tay vào việc luôn. Người làng tôi làm một cái bàn thờ dựng bên ngoài ngôi nhà cho ba quan hồn đó có chỗ ẩn nấp. Còn những cây cối xung quanh được phát quang đãng nhìn rất thoáng. Từ đó, ngôi nhà quan gần làng tôi trở thành một chốn đèn nhang. Hàng tháng người làng vẫn luôn không quên vào đó dọn dẹp thắp nhang lễ cầu. Cũng từ hôm đó, anh Minh trở lại bình thường. Mấy hôm thôi mà anh đã béo tốt lên nhìn thấy. Còn cái máy kích, lúc phát quang người ta thấy trong ở bụi cây, sau đó mang đến trả cho anh. Vừa mới nhận lại không được bao lâu, thì hai anh công an viên ngày trước đến lập biên bản tịch thu tang vật. Nhân tiện cũng phạt anh một số tiền kha khá vì tội đánh bắt cá bằng hình thức bị cấm. Mặc dù bị phạt, nhưng anh Minh vẫn cảm thấy vui vì cuối cùng anh đã thoát kiếp nạn có 102 này. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Ngôi nhà hoang có quỷ, tác giả Chim Sẻ. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Chim Sẻ rất nhiều và cùng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe bộ truyện. Xin hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.